Diễm My và Hứa Vĩ Văn dính chặt nhau không rời tại sự kiện. Sự xuất hiện của Diễm My và Hứa Vĩ Văn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người có mặt tại sự kiện. Mới đây, Diễm My và Hứa Vĩ Văn đã cùng nhau có mặt tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa xuất hiện, cả hai đã nhận được sự quan tâm của mọi người có mặt tại đây, nhất là khi cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật trên mức quy định. Diễm My và Hứa Vĩ Văn tình tứ sánh đôi tại sự kiện. Sau thời gian dài quay phim Chạy Đi Rồi Tính, cặp đôi vợ chồng Diễm My và Hứa Vĩ Văn liên tục xuất hiện như hình với bóng tại các sự kiện. Đồng thời, có những hành động thân thiết quá đà dấy lên nghi án phim giả tình thật của cặp đôi. Hứa Vĩ Văn và Diễm My 9X liên tục trò chuyện thân mật và trêu đùa nhau trước khi sự kiện chính thức bắt đầu. Xuất hiện nổi bật trong vòng vây của fan hâm mộ, Diễm My khoe vẻ đẹp nhẹ nhàng, không kém phần sang trọng. Mái tóc bót ngắn là do cô hy sinh các phân mái tóc dài để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật trong phim mới sẽ ra rạp vào dịp Tết. Hiện tại, Diễm My bắt đầu chạy đua với công việc để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm riêng vào cuối năm. Đồng thời, cái tên Diễm My vẫn được các nhãn hàng lớn nhỏ chọn mạnh gửi vàng, bằng chứng là sự xuất hiện dày đặc của cô ở các sự kiện trong thời gian này. Diễm My cho biết, chót yêu nghệ thuật từ nhỏ nên dù có ra sao thì My vẫn sẽ cố gắng hết mình trong mọi công việc và quyết theo đuổi đam mê nghệ thuật đến cùng. My tin sẽ có ngày hái được nhiều quả ngọt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!